Hai bạn ngan vàng và ngan đen đang nằm cạnh nhau, hai bạn gà đang đi cùng nhau và chỉ duy nhất có bạn thỏ là bạn ấy đang ăn đi ăn lá cây, đi ăn cành hoa một mình. Đó là một cái cành hoa mà bạn ấy đã ăn hết những bông hoa, bạn rất thích ăn cái loại hoa này. Mình sẽ vặt, ngày mai mình sẽ vặt tiếp cho bạn ấy để bạn ấy ăn nhé. Sở thích của bạn thỏ.